Đức Giáo hoàng Francis đã viếng mộ Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, tin từ Vatican. Ngày hôm nay thì Đức Giáo hoàng Francis đã làm cho linh mục và người hành hương Ba Lan ngạc nhiên khi ngài tới viếng mộ Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Đức Giáo hoàng đã tới mộ lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Người hành hương vui mừng đã cùng với Đức Giáo hoàng làm lễ cầu nguyện. Đức Giáo hoàng nói rằng không có tình thương yêu của Chúa, không nhận ra tình thương yêu của Chúa và làm tràn đầy tình thương này không phải là một tín đồ của Thiên Chúa giáo. Một người Thiên Chúa giáo là người cảm nhận được Chúa nhìn tới, được Chúa thương yêu, cảm nhận được cứu rỗi bằng máu của Chúa Giêsu. Chuyến viếng mộ diễn ra trong lúc Đức Giáo hoàng đang chuẩn bị cho ngày lễ các thánh vào ngày 1 tháng 11. Cố Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo trong thời gian 27 năm, chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, và Đức Giáo hoàng John 23 từng kêu gọi cải cách Hội đồng Vatican II sẽ được tuyên thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014.